Chào các bạn, hôm nay chúng mình sẽ luyện một bài dài. Thỉnh thoảng khoảng tầm 5-7 bài thì là mình sẽ có một bài dài để ôn tập cũng như là luyện tập. Thì khi mà đọc một cái bài dài ấy, thì nó cũng là những cái bài ngắn cộng lại thôi. Tuy nhiên là khi mình đi thi bắt gặp một cái áp lực là thời gian thì mình sẽ hay bị hoảng và chúng ta sẽ không thể nào thực sự là sáng suốt khi đọc cả một cái bài văn rất là dài như thế. Thì cách duy nhất là chúng ta luyện thôi. Luyện để sao cho mình có thể đọc được nhanh nhất này, sao cho mình có thể nắm được các cái keyword nhanh nhất này, mình biết cách gạch chân này, biết cách loại những cái phần nào không cần thiết này, biết cách nhìn ra câu một cách nhanh nhất thông qua các cái cấu trúc ngữ pháp này. Thì bài này nó có 4 câu hỏi, bây giờ mình sẽ cùng đọc cái câu hỏi của từng phần, sau đó là đi tìm đáp án nhé. Câu số 1 ở đây là gì ạ? Sakai no seiin toshite fusawashii arikata to wa dono yo na mono ka, là cái arikata, đây là cái cách mà phù hợp với tư cách là một người trưởng thành trong xã hội thì là như thế nào. Bây giờ mình sẽ cùng đọc nhé. Mazu kyoku to wa nani ka ということから考えてみよう. Trước tiên thì chúng ta hãy cùng thử suy nghĩ xem giáo dục là cái gì này. Sashi atatte boku wa kyoku to wa koromo o sakai no seiin otona toshite fusawashii sonzai to育ててあげていくことと定義してみたい。差し当たって đây là một cái từ gôi, gọi là đầu tiên, trước mắt. Thực ra thì nó cũng gần bằng với lại ma dự ấy, là trước tiên hoặc là trước mắt. Thì là bốc cửa ạ, tôi sẽ tegi shite mitai, tôi muốn được định nghĩa rằng là cái koto này. Định nghĩa cái gì? Định nghĩa cái giáo dục chính là cái gì ạ? Sodatete ageru là nuôi dưỡng, giáo dục. Ố kromo, giáo dục một cái đứa trẻ trở thành một cái sự tồn tại, đúng không? Phù hợp với lại một cái người trưởng thành trong xã hội này. Donna jidai, donna sakai no hitobito demo koromo o otona ni soratete agenakute wa naranakatta. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy ngay cấu trúc ngữ pháp ở đây là demo. Cho dù là bất kể một người nào trong xã hội này, hoặc là bất kể cái thời đại nào đi chăng nữa, thì là cũng cần phải nuôi dưỡng những cái đứa trẻ trở thành những cái người trưởng thành. Sono sai ni wa sai no seiin toshite fusawashii arikata ga nani kashira soutei sarete ite sore ga kyoku no itonami o michibite ita hazu da. Sono sai, đây là khi đó, khi nào thì mình sẽ dùng là cái từ sai này, là dùng trong những cái trường hợp đặc biệt hoặc là quan trọng ấy. Thì sono sai đây là khi mà nuôi dưỡng những cái đứa trẻ trở thành những cái người trưởng thành ấy, thì là hazu da, đúng không? Thì chắc chắn là chúng ta sẽ cần phải sote sarete ite là phải dự đoán, nan kashira là dự đoán nó là cái gì, đúng không? Dự đoán xem là cái cách mà phù hợp với tư cách là một cái người lớn trưởng thành trong xã hội ấy, là như thế nào. Rồi sode ga, rồi từ đó làm sao, từ đó sẽ dẫn dắt cái công việc gọi là giáo dục. Nhắc lại một chút là trong cái phần học trực tiếp thì mình cũng đã nói rồi, cái từ sode ở đây khi mà nó đứng lơ lửng ở giữa câu ấy thì nó sẽ thay thế luôn cho cái ý ở đằng trước. Và cái sode ở đây nó chính là dự tưởng xem là cái cách nào phù hợp với một cái người trưởng thành trong xã hội này. Sau đó là từ đó, đúng không? Sode ga, từ đó là từ cái việc mà sote đấy thì sẽ dẫn dắt cái công việc giáo dục nó ra sao. Còn cái ngữ pháp mà ha dự này này thì nó sẽ đi kèm với cả cái động từ thứ nhất và cái động từ thứ hai đây. Nên là khi mà mình thấy cấu trúc ngữ pháp ở đây mà thấy dạng kết lửng này, hoặc là dạng thể t này, hoặc là dấu phẩy này, động từ ở đây này, thì mình có thể liên kết nó thành một ý luôn, là khi đó thì sẽ bắt buộc phải ABCD và phải CDF gì đó. Sono fusashi sa wa okiku futatsu ni wakerareru daro. Daro ở đây là tác giả đang muốn kêu gọi cái sự đồng tình ấy, là tác giả đang hiểu như thế và chắc là mọi người cũng đồng ý, phải không nào ấy. Thì cái sự phù hợp này, cái sự phù hợp này thì nó chính là cái đằng trên nhé các bạn. Cái bài này nó sử dụng rất là nhiều các cái đại từ chỉ thị này. Cái sono fusashi sa tương đương với sakai no seiin toshite fusashi, là cái sự phù hợp của một cái người lớn, một người trưởng thành trong xã hội. Thì cái sự phù hợp đó thì có lẽ là sẽ chia ra làm hai loại lớn. Hitotsu wa, một là hataraite tabete ikeru tame ni hichiyo na noroku, là cái năng lực cần thiết để mà làm việc và ăn, hay còn gọi là làm việc để mà kiếm sống đấy, hay còn gọi là làm việc để mà sinh sống đấy, đúng không? Hay tsumari nomin nara nomin toshite no gyōmin naraba gyōmin toshite no kino ya chishiki. Vậy là mình sẽ thấy no 1 này, no 2 này,
và nó đi kèm với cái danh từ ở cuối câu này này. Tiếp đến cái câu này là kết thúc là danh từ, nên là mình sẽ hiểu là câu danh từ. Tiếp đến mình sẽ thấy là hitotsu wa là chủ ngữ, đúng không? Là một trong những cái một trong hai cái phân loại lớn ở đây người ta đang nói nó chính là cái năng lực nọ kia và là cái kiến thức và cái kỹ năng nọ kia. Đấy, mình sẽ dịch là một nó chính là cái năng lực cần thiết để mà sống và làm việc, hay nói tóm lại đây nó chính là cái kỹ năng này hoặc là cái kiến thức. Nếu như mà mình là một người ngư dân thì nó chính là cái kỹ năng và kiến thức của một người ngư dân. Còn nếu như mà mình là một người nông dân thì là nó chính là cái kỹ năng và kiến thức của một người nông dân. Đấy. Tiếp đến này, hokano moi totsu wa, đây là cái phân loại thứ hai đấy, là hai là, đúng không? Hokano hitobito no aida de fusashi furumai ga dekiru koto. Kihon tiki na ruru o mamori, hokano hitobito to kyoroku suru tai se o toreru koto. Jibun ni ataerareta yakuwari o hatashite sono yakuwari o toreru koto naru naru. Tsumari ta sa to no kankei nouroku de aru. Mình nhìn thấy có một cái keyword đó là mình đã từng nói trong một cái video đọc hiểu rồi, phân tích về hai cái dấu gạch ngang này này. Nó dùng để bổ sung thêm ý nghĩa cho cái đoạn ở đằng trước. Thì mình sẽ thấy ở đây là môi tốt dự hóa là cái điều thứ hai đây, nó chính là koto, đó chính là có thể furumai là hành xử một cách phù hợp giữa những mọi người với nhau. Thì nó giải thích bằng hai cái dấu gạch ngang này, đó là cái sự hành xử phù hợp ở đây nó là gì. Nó chính là na độ này, nó chính là A này, là B này, là C này, hoặc là D này. Hay nói tóm lại nó chính là cái khả năng về mối quan hệ với lại người khác, hay là cái khả năng quan hệ với lại mọi người. Thì khi mà đi thi ý, cái phần hai cái dấu gạch này này nó chỉ là cái bổ nghĩa cho cái koto này thôi, thì là mình có thể không cần thiết phải đọc, và mình chỉ cần để ý cái chính của mình ở đây, đó là cái khả năng mà hành xử một cách phù hợp giữa mọi người trong xã hội. Hay nói tóm lại nó chính là cái khả năng, cái năng lực về mối quan hệ với lại mọi người. Thì là mình chỉ cần nhớ cái keyword ở cái đỏ này thôi, hoặc là cái keyword ở cái phần này thôi. Nhưng mà có cái tsumari ở đây thì mình sẽ gạch chân luôn, nó là cái năng lực này, cái khả năng này. Thì sau khi mà đọc đến thế rồi là mình sẽ hiểu cái đáp án nó nằm ở đâu rồi, đúng không? Nó chính là cái sakai no seiin toshite fusashi arikata, là cái cách phù hợp với tư cách là một người trưởng thành trong xã hội. Nó là cái cách gì ạ? Nó chính là chia ra làm hai loại đấy. Một là cái khả năng cần thiết để mà sinh sống và làm việc. Cái thứ hai đó là cái khả năng về cái mối quan hệ với lại mọi người. Thì cái sự phù hợp, những cái cách thức phù hợp với tư cách là một người trưởng thành trong xã hội thì bao gồm hai cái đó, bao gồm hai cái phần mà mình đã đánh dấu đỏ đây này. Nên là đáp án của mình nó là cái gì ạ? Câu số 1 này. Gino ya chishiki o minitsuke tasa to no aida de umaku ikiteikeru koto. Nó chính là cái này đấy. Một đó là minitsukeru, là trau dồi các cái kiến thức và các cái kinh nghiệm. Thì nó chính là hitotsu wa đấy. Nó chính là các cái kỹ năng hoặc là kiến thức đấy. Kỹ năng hoặc là kiến thức của một cái người nông dân, hay là kỹ năng kiến thức của một cái người ngư dân. Nó chính là cái năng lực để mà chúng ta sống và làm việc. Nên đáp án của mình nó chính là cái gino và cái chishiki này này, đúng không? Là trau dồi cái kỹ năng và cái kiến thức đấy, cộng với cái việc là ta xã tố no ai đã để umaku ikiteikeru, là sống một cách rất là suôn sẻ giữa mọi người với nhau. Nó chính là cái ta nin tố no kanke no loku, là cái khả năng về cái mối quan hệ giữa mọi người với nhau, hành xử một cách phù hợp. Nên đáp án của mình nó là cái số 1. Cái số 2 là gì ạ? Jiritsu suru tame ni hichiyou na nouroku o minitsuke jiyū ni ikiteikeru koto, là trau dồi cái năng lực cần thiết để mà có thể tự lập này và sống một cách tự do này. Thì cái đoạn mà sống một cách tự do này thì là đang không có nói tới nhá. Câu 3 này. Kodomo o yasinai sakai ni oite sekinin aru furumai ga dekiru koto, nghĩa là có thể làm sao nuôi dưỡng con cái và có thể hành xử một cách có trách nhiệm ở trong xã hội. Kodomo o yasinai đây này, nó không phải là cái ý chính của cái bài này, nó chỉ là nói rằng là người ta đang muốn định, cái người tác giả bốc cự này, người ta đang định nghĩa là giáo dục nó là như thế thôi. Và cái chính người ta đang nói, muốn nói về cái sakai no seiin toshite fusawashi sonzai này này, nó đang định nghĩa ở phía dưới này cơ. Nên là cái đoạn mà nó nói về cái kodomo đấy, nó chỉ là một cái ví dụ thôi, đưa ra một cái ví dụ cụ thể để mà
phân tích một cách chi tiết thôi, nên là nó không phải là cái đáp án của mình nhá. Còn câu 4 là gì? Itsu no jidai ni mo tsuyō suru kino ya chishiki o sonae tasa ni sonkei sareru koto. Cái việc mà được người khác coi trọng ở đây không có nói tới, nên là nó bị sai ở cái câu số 4 này. Tiếp đến chúng ta sẽ đọc số câu số 2 là gì ạ? Là tại sao, đúng không? Kyoku lilen o kyoyu suru koto ga muzukashii no wa naze ka? Tại sao mà cái việc mà chia sẻ các cái lý luận về giáo dục ấy thì nó lại khó? Cái ninen ở đây là cái quan điểm giáo dục hay là cái triết lý giáo dục, thì là mình sẽ dịch nó là kyoiku linen. Tại sao mà cái việc mà chia sẻ cái triết lý giáo dục thì nó lại khó? Thì chúng ta sẽ đọc tiếp nhé. Dewa gendai sakai ni oite wa dou iu koto ga otona toshite fusawashii no darou ka? Kyoiku linen o kouchiku suru to wa kono koto o aratamete kangae katsu kyoyu shiyou to suru koto ni hoka naranai. Dewa ở đây là vậy thì, đúng không? Khi mà trong trường hợp mà mình muốn thay đổi cái chủ đề ấy, mình sẽ có hai từ, đó là dewa hoặc là sate. Vậy thì ni oi te wa, trong cái phạm vi là xã hội hiện đại, trong cái thế giới hiện đại, thì là cái gì thì được gọi là sự phù hợp với tư cách là một người lớn, đúng không? Cái gì thì được coi là phù hợp giống như là một người lớn này. Và cái tố á, cái việc mà xây dựng, đúng không? Cái việc mà xây dựng cái triết lý về giáo dục nó là cái thứ như thế nào này. Đầu tiên là phải suy nghĩ lại một lần nữa về cái xây dựng triết lý giáo dục. Rồi và cắt chữ đây là và, chắc chắn là phải hoka naranai là chắc chắn là sẽ phải kyoyu shio to suru koto là chắc chắn sẽ phải chia sẻ chúng, đúng không? Da ga kono kyoyu to iu koto wa nakanaka muzukashii. Thế nhưng mà cái sự chia sẻ này thì nó đang khá là khó, đúng không? Cái naka naka nó đi với cái tính từ đằng sau để miêu tả cái mức độ thôi. Là cái việc chia sẻ này thì nó vẫn còn khá là khó. Soko ni wa sakai no arikata to ningen no ikikata o dono yona mono toshite omoi egaku ka. Tsumari wa kotonatta sakai kan ningen kan ga samazama ni harikomi sototsu shite kuru kara da. Thì cái câu này nó chính là cái lý do này. Cái lý do của cái việc mà cái việc chia sẻ này nó khó là bởi vì ở đó thì là sẽ làm sao omoi egaku ka, là vẽ ra cái gì, vẽ ra một cái cách sống của con người hay là cái cách thức trong xã hội đấy như thế nào này, vẽ ra những cái ikikata hoặc là cái arikata đấy nó là những cái thứ như thế nào, hay nói tóm lại nó chính là cái việc mà các cái giá trị quan của con người này rồi của xã hội này nó rất là kotonata, nó rất là khác nhau, nó sẽ samazama ni harikomi là nó sẽ đan xen hòa trộn và với nhau, tất cả những cái ý kiến đấy, những cái quan điểm đấy nó khác biệt nhau và nó sẽ hòa lẫn trộn lẫn vào với nhau và gây ra sototsu shite kuru là sẽ dẫn đến hoặc là xảy ra cái việc mà xung đột. Thì cái kara ở đây nó chính là cái lý do của cái việc mà nó khó, nó là vì như vậy. Có rất là nhiều ý kiến khác nhau, rất là nhiều các cái quan điểm khác nhau, nó sẽ harikomi vào với nhau và gây ra sototsu. Nên đáp án của mình nó là cái số mấy ạ? Câu 1 này này, kodomo no shiutai se ni tsuite ichi shita kenkai ga erare nai kara. Bởi vì rằng là chúng ta sẽ không thể nào nhận được cái sự thấu hiểu này, cái sự hiểu biết mà phù hợp trùng khớp về cái tính chủ thể của con trẻ, thì cái đoạn này sai rồi nhá, không hề nói tới này. Sakai no arikata ya hitobito no kachikan ga henka shite kite iru kara. Bởi vì rằng là cái giá trị quan của mọi người và các cái cách thức trong xã hội thì nó đang thay đổi. Cái đoạn mà henka shite iku này, henka shite kuru này cũng bị sai này. Nó không hề nói đến cái việc thay đổi gì cả, mà nó chỉ nói đến cái việc là khi mà nó hòa trộn vào với nhau thì sẽ gây ra xung đột thôi. Câu 3 là gì? Kyoku sato ippan sakai no hitobito ga omoi egaku otona rashisa wa chigau kara. Bởi vì rằng là cái hình ảnh về người lớn mà được vẽ ra bởi mọi người trong xã hội và những cái người giáo dục ấy thì là khác nhau. Thì cái đoạn này người ta cũng không hề so sánh giữa người giáo dục và những cái người thông thường trong xã hội có cái cách vẽ ra khác nhau thì là không 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 nói tới nhá. Chỉ còn đáp số 4 thôi là sakai ya ningen ni tsuite iroro na kangaekata ga butsukari au kara. Bởi vì rằng là cái cách suy nghĩ đa dạng khác nhau về con người và xã hội thì nó sẽ butsukariau, nó sẽ xung đột rồi va chạm lẫn nhau. Thì cái từ butsukariau ở đây nó sẽ bằng với cái ý là sototsu suru này, còn cái irorona kangaekata thì nó sẽ bằng với lại kotonatta sakai kan ningen kan.
đúng không, là cái cách suy nghĩ khác nhau về cái xạ kai, về cái ningen, thì nó chính là xạ kai kangai sakai no kangai kata thì nó sẽ bằng với sakai kan, còn ningen no kangai kata thì nó chính là ningen kan, còn cái kotonatta ở đây thì nó sẽ bằng với lại irorona đấy, nên đáp án của mình nó chính là cái số 4 nhá. Tiếp đến này, tatoeba boku ga saisu ni ageta kyoiku to wa koromo o sakai no sain toshite fusawashii sonzai ni surukoto da という teigi ni taishite mo hanpatsu o oboeru hito ga iru daro, là ví dụ như là, đúng không, ví dụ như là tối ưu teigi ni taishite mo, ni taisuru đây là đối với cái định nghĩa mà làm sao mà boku đã, mà tôi đã đưa ra ngay từ đầu ấy, cái định nghĩa đấy thì nó là ở trong ngoặc cái này, là người ta định nghĩa là gì, cái ông tác giả này ông định nghĩa là gì, tôi định nghĩa là gì, là giáo dục chính là cái kotoda, chính là cái việc mà ni suru nani nani o nani nani ni suru, chính là cái việc mà biến, đúng không, biến trẻ con thành cái sự tồn tại mang tính phù hợp với tư cách là một cái người trưởng thành trong xã hội ấy. Thì đối với cái định nghĩa này của tôi đưa ra ngay từ đầu thì có lẽ là sẽ có những cái người mà phản bác. Sore wa sakai teki kitai ni koromo o sowaseyou to suru yokunai hassou da. Kyoku to wa mushiro koromo no shiutai teki na handan ryoku o sodateru mono da という wake de aru. Thì ở đây nó chính là cái tối ưu wake de aru, là giải thích cho cái câu đằng trước này, là sẽ có những cái người mà đưa ra những cái lời phản bác. Tối ưu wake là với cái lý do là, đúng không, với cái lý do là sore wa lại tiếp tục là đại từ chỉ thị, thì là mình sẽ thấy rằng là nó thay thế cho cái câu đằng trước này này, là cái định nghĩa của tác giả đưa ra ngay từ đầu này này. Thì cái định nghĩa đấy nó chính là cái hạt xô này, nó chính là cái ý tưởng mà không hề tốt một chút nào, bởi vì rằng là yo tố sư rự là cố gắng làm sao, soa sư rự là thể sai khiến này, cố gắng bắt ép trẻ con đi theo cái sự kỳ vọng mang tính xã hội. Gì kêu cự tố á lại định nghĩa tiếp này là giáo dục ý, tố á monoda, giáo dục nó là cái thứ mà làm sao xây dựng sodatê, xây dựng cái khả năng phán đoán, năng lực phán đoán một cách tự chủ của con trẻ cơ, còn cái từ mưu đây là ngược lại, đúng không, vậy là cái người đưa ra cái ý kiến phản bác, người ta nói rằng là cái lời định nghĩa của tác giả nó là bắt trẻ con đi theo cái kỳ vọng của xã hội, nhưng ngược lại người ta nghĩ rằng là gì, giáo dục nó phải là ngược lại cơ, nó phải là xây dựng cái khả năng lực phán đoán chủ thể của trẻ con cơ, nên là người ta đang phản bác. この意見はしかし社会の実情にただ従うだけでなく、集体的な判断のものに自らの人生を作り上げ、社会のあり方をもとに批判的に検討する人間こそが社会の成員としてふさわしいという近代的な人間観に基づいている。Thì cô nô ý kiến, mình lại thấy bắt gặp cái đại từ chỉ thị ở đây chưa? Bài này dùng rất là nhiều đại từ chỉ thị, nên là chúng ta phải luôn luôn liên kết các cái câu trước và câu sau, liên kết giữa cái ý nọ và ý sau, nó là vì như vậy đấy. Là cái ý kiến này là ý kiến gì? Là ý kiến phản bác của những cái người phản bác này này. Thì shikashi cái ý kiến này, nhưng mà cái ý kiến này thì nó cũng làm sao? Nó cũng lại motozuiteru thôi, nó cũng lại tuân theo một cái giá trị quan của con người hiện đại ngày nay, đó là gì ạ? Đó là tada dake de wa naku này, không chỉ đơn thuần tuân theo cái trật tự xã hội này, rồi tsukuri ageru là xây dựng nên một cái cuộc đời, mizukara là tự mình xây dựng nên một cái cuộc đời mà dựa theo cái đánh giá chủ thể này. Tiếp đến là gì? Sakai no arikata moto ni hihan teki ni kento suru ningen kosoga. Vậy cái kosoga ở đây nó chính là cái chủ ngữ này. Vậy là mình sẽ dịch là chính những cái người mà nghiên cứu, tìm hiểu và đánh giá dựa theo cái cách thức của xã hội này, xây dựng nên cái cuộc đời của chính mình này dựa theo cái đánh giá mang tính chủ quan này, chứ không chỉ đơn thuần là tuân thủ theo những cái luật lệ quy tắc của xã hội ấy. Nó chính những cái người như vậy thì mới phù hợp với tư cách là một cái người trưởng thành. Tối ưu kin dai tekina ningen kan ni motozuiteru, và cái ý kiến này cũng đang tuân thủ theo cái quan điểm này của những cái người hiện đại ngày nay, đó chính là những cái người trưởng thành trong xã hội phải là những cái người mà tự mình đánh giá phán đoán dựa theo các cái cách thức của xã hội, và chứ không phải là mình chỉ đơn thuần tuân theo mà mình phải có cái sự chủ động đánh giá và phán đoán, đúng không?
Thì cái điều này, cái Coremo là cái quan điểm của những cái người hiện đại này cũng lại làm sao? Cũng lại chính là gì sao? Ma tạ cũng lại này, cũng lại là issue, cũng lại là một cái loại kỳ vọng mà xã hội dành cho con người. Iwa ra được Oenai là cũng đành phải nói rằng là như vậy. Có nghĩa là cái quan điểm mà cái người phản bác người ta đang nói rằng là gì? Phải xây dựng cái những đứa trẻ phải có cái tính tự lập này, phải có tính chủ thể này, có cái khả năng đánh giá một cách tự chủ này, thì nó cũng chính là cái việc mà mình sẽ để mà tạo ra được cái đánh giá tự chủ đấy thì phải làm gì? Thì là mình sẽ phải làm sao? Mình phải nghiên cứu nó này, mình phải tự đánh giá, tự bình luận nó này, dựa theo những cái gì có trong xã hội này để mà tự mình chủ động đánh giá và tạo ra được một cái cuộc đời của riêng mình, chứ không chỉ đơn thuần là tuân theo thôi. Thì nó cũng chính là một cái loại kỳ vọng thôi, mà xã hội dành cho con trẻ thôi, nên là nó cũng na ná nhau thôi, nó cũng tương đồng nhau thôi, nó cũng chỉ là một cái loại kỳ vọng của xã hội thôi. So state ở đây là liên kết với cái câu đằng trước, có nghĩa là đang bổ sung thêm ý nghĩa đấy. Thì tác giả đang nghĩ như thế nào đây? Là Koromo hochi sureba siutai teki hihan teki na ningen ni naru hazu mo nai kara, bởi vì rằng là sẽ không bao giờ có cái chuyện là con trẻ đúng không trở thành một cái người mà có cái khả năng đánh giá một cách tự chủ nếu như mà bỏ mặc chúng này. Sonoyo ni, chính vì vậy mà sorate ageyo to shinakute wa naranai, là nếu như mà mình không nuôi dưỡng chúng trở nên như vậy thì sẽ không được. Đấy. Nên là ý nói là bắt buộc cũng sẽ vẫn phải tuân theo cái việc là bắt con trẻ đi theo một cái kỳ vọng nào đấy của xã hội. Thì tác giả nghĩ như thế nào về cái ý kiến của những cái người phản bác? Thì mình vừa dịch xong đấy, thì là ý kiến của người phản bác cũng chỉ tuân theo một cái quan điểm, đó là một cái hình thức mà xã hội kỳ vọng cho con trẻ thôi. Nên đáp án của mình nó chính là cái câu vàng vàng này này, là cái ý kiến phản bác nó cũng giống với lại ý kiến của tác giả. Nó cũng chính là một cái loại kỳ vọng của xã hội dành cho con trẻ thôi. Thì nó chính là otona no kitai o jitsugen shiyou to suru to yuten de wa hissa no kangae o onaji da, là nó sẽ trùng khớp với cái ý kiến ở tác của tác giả ở cái điểm đó là thực hiện, cố gắng thực hiện cái kỳ vọng của người lớn. Còn bây giờ mình phân tích cái câu 1, câu 2, câu 3 nó sai ở đâu nhá. Otona no kitai o oshi tsukeyou to suru koto wa kyoku rinnen ni soguwanai mono da. Cái việc mà mình cố gắng cưỡng ép cái sự kỳ vọng của người lớn ấy thì nó đang không tuân theo cái triết lý giáo dục, thì cái câu này sai hoàn toàn rồi nhá. Câu 2 là gì ạ? Koromo no shiutai teki na handan ryoku o sodate you to suru ten dewa hissa no kangae to kawaranai. Nghĩa là đều á đây là về cái điểm mà cố gắng nuôi dưỡng cái khả năng đánh giá một cách tự chủ của con trẻ thì nó cũng không có khác gì cái suy nghĩ của tác giả, thì bị sai nhá. Coremo ma tạ này này nó cũng khác, không khác gì ở cái điểm là sự kỳ vọng của xã hội dành cho con trẻ thôi, chứ không phải không khác gì ở cái điểm là nuôi dưỡng những cái đứa trẻ có tính tự chủ rồi có khả năng phán đoán. Cái mà nuôi dưỡng cái tính tự chủ và khả năng phán đoán này nó chính là cái quan điểm của cái người đưa ra cái ý phản bác đấy. Đấy, thì cái người đưa ra cái ý phản bác đấy người ta có cái định nghĩa là như thế, và nó đang khác với tác giả. Nó đang khác với tác giả nên đáp án của mình câu 2 này bị sai này. Câu 3 là gì? Koromo no shiutai teki na handan ryoku ga mizukara soratatsu to kangaeru koto wa omoi komi de shikanai, là chỉ có thể nghĩ ra được cái cách suy nghĩ rằng là tự mình nuôi dưỡng cái tính khả năng phán đoán và khả năng tự chủ của con trẻ. Câu này thì cũng sai hoàn toàn rồi, nên là đáp án của mình nó chỉ còn cái số 4 thôi nhá. Bây giờ đến câu số 4 là suy nghĩ của tác giả về giáo dục là gì? Là gì? Izure ni seo kyoku to iu mono wa sakai otona no gawa ga koromo ni yoseru kitai motto mo tsuoi iikata o sureba aru shiu no kyousei kara jiyu dewa nai to boku wa kangaeru. Boku wa kangaeru, tôi cho rằng là, tôi nghĩ rằng là tối ưu mô nó á, giáo dục nó chính là cái gì ạ? Nó chính là cái sự kỳ vọng của xã hội dành cho con trẻ này, hay nói một cách mạnh dạn hơn, mạnh bạo hơn thì nó không hề có tính tự do, bởi vì rằng là nó là một cái loại cưỡng chế. Cái izure ni seo ở đây là cho dù là gì đi chăng nữa, ở cái đoạn đằng trước mà mình đã dịch ấy, thì đoạn trước ấy
mình sẽ có hai cái ý kiến, một ý kiến của tác giả, hai là ý kiến của người phản bác. Thì ở đây người ta có một cái câu để liên kết đoạn với nhau là cho dù là ý kiến của người phản bác như thế nào, cho dù là ý kiến của tác giả như thế nào, thì dù sao đi chăng nữa thì tác giả hay là cái người viết ra cái đoạn văn này, người ta cũng cho rằng là giáo dục nó là như thế. Giáo dục là không có tính tự do, và nó có một cái mức độ nào đấy được gọi là cưỡng chế, và nó là cái sự kỳ vọng của xã hội dành cho trẻ con. Cái điều quan trọng ở đây nó là gì ạ? Tố ưu của tố ố này, cái phần trong ngoặc này thì mình sẽ tạm thời, khi mà cái bước đầu tiên khi mình đọc mình bỏ qua cái phần trong ngoặc này đi, là cái điều quan trọng ở đây đó là tố ưu của tố ố kichin tộ là phải mi sarame, là phải làm rõ rồi chia sẻ này, làm rõ cái điều ở trong ngoặc này rồi chia sẻ chúng ra. Đế nộ kyo se de arukado ka tố ưu tên nanoda. Vậy cái điều quan trọng ở đây nó chính là cái điều đó là đó có phải là cái sự cưỡng chế sau khi mà đã làm rõ rồi chia sẻ cái việc là điều kiện gì là cần thiết một khi mà đang sống với tư cách là một cái người lớn hay là một thành viên ở trong xã hội. Thì là cái điều quan trọng nó là như vậy. Điều quan trọng là phải làm rõ ra đâu là cái điều kiện cần thiết khi mà sống với tư cách là một người lớn hay là một thành viên trong xã hội. Làm rõ nó ra này, rồi chia sẻ chúng này, đúng không? Và xem là cái điều kiện cần thiết đấy nó có phải là cưỡng chế hay không. Thì đáp án của mình nó là gì ạ? Kyoku wa kyousei kara jiyu dewa naku sakai no jiyuroku na kyoku kan o uke ire zaru o enai. Nghĩa là giáo dục là cưỡng chế, bởi vì giáo dục là cưỡng chế nên không phải là tự do này. Và sẽ đành phải uke ire tiếp nhận cái giá trị quan về giáo dục mà nó có cái khả năng, mà nó có sức mạnh ở trong xã hội. Thì cái đoạn mà uke ire ru này là bị sai này, người ta không hề nói tới cái việc mà phải tiếp nhận, mà mình sẽ phải làm rõ rồi chia sẻ nó ra để xem là nó có cưỡng chế hay không thôi. Nên câu 1 là sai nhá. Câu 2 là gì? Kyoiku wa kyousei kara nogare rarezu, không thể nào thoát khỏi được cái tính cưỡng chế, đúng không? Giáo dục không thể nào thoát khỏi được cái tính cưỡng chế, thì nó chính là cái ý đầu tiên rồi đấy, là nó không phải là tự do rồi, kiểu gì thì kiểu nó cũng là cưỡng chế, một loại cưỡng chế rồi, nên là không thể nào thoát khỏi được cái việc cưỡng chế đấy này. Và cái sự cưỡng chế đấy nó có cái tiền đề là chia sẻ cái triết lý về giáo dục, thì nó chính là cái đáp án của mình ở đây. Cái chia sẻ thì nó bằng với kyoyu ở đây này, có nghĩa là điều quan trọng là mình phải chia sẻ nó ra, xem cái gì là quan trọng, triết lý giáo dục nó là như thế nào, cần phải làm gì, rồi chia sẻ chúng ra để mà xem là nó có phải là cưỡng chế hay không. Thì cái điều quan trọng của giáo dục nó là như thế. Nên đáp án của mình là câu số 2. Câu số 3 là gì ạ? Kyoku wa sakai no chitsuzo ni shibarare nai shiutai teki na handan ryoku o yasinau mono da. Là cái giáo dục là cái thứ mà nuôi dưỡng cái khả năng phán đoán chủ thể mà không bị bó buộc bởi cái quy tắc xã hội. Thì cái này sai rồi nhá. Cái đoạn mà không bị bó buộc với quy tắc xã hội thì là bị sai rồi. Câu 4 là gì ạ? Kyoku wa sakai no arikata o hihan teki ni kento dekiru nōruku o sudateru mono da. Giáo dục là cái thứ mà xây dựng cái năng lực có thể đánh giá phán đoán cái cách thức của xã hội. Cái đoạn mà đánh giá và phán đoán cách thức của xã hội thì là đúng, nhưng mà nó không phải là cái ý mà người ta đang muốn nói đến nhất, tác giả nói đến nhất về kiêu cự, nó không nằm trong cái đoạn này. Cái câu này nó nằm ở cái đoạn trên ấy. Đoạn trên ấy là xây dựng cái khả năng đánh giá và phán đoán, nhưng mà nó không thuộc cái đáp án, nó nằm ở cái đoạn cuối này nên là bị sai. Thì cái bài này nó chỉ khó ở hai cái câu ở giữa thôi, còn hai cái câu còn lại thì mình nghĩ là cũng không khó lắm. Và có một cái hint ở cái bài này là người ta sử dụng các cái đại từ chỉ thị rất là nhiều luôn, và mình phải luôn luôn đi liên kết các cái đại từ chỉ thị với nhau để mà hiểu được cái ý của câu và hiểu được cái ý của bài, và từ đó tìm ra đáp án. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong cái bài tiếp theo nhé.